con người luôn bị ám ảnh bởi việc lập danh mục và phân loại thực vật và động vật. Thực vật ở dạng cố định, rất dễ nghiên cứu và đã được nghiên cứu để sử dụng làm thuốc và ăn được từ lâu như nền văn minh đã tồn tại. Chúng tôi vẫn nghiên cứu chúng cho công nghệ mới, hàng nghìn năm trên hành tinh này. Và chúng ta vẫn chưa lập danh mục tất cả. Ngay cả những cái cây lớn nhất vẫn giữ bí mật với chúng tôi. Có khoảng 64.000 loài cây được biết đến. Nhưng một nghiên cứu mới sử dụng AI và mô hình máy tính ước tính rằng có khoảng 9.000 loài cây khác mà chúng ta chưa mô tả một cách khoa học. Nghiên cứu được thực hiện với sự cộng tác của gần 150 nhà khoa học đã được công bố trong kỷ yếu của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia năm nay. Không có gì ngạc nhiên khi Nam Mỹ là lục địa đa dạng sinh học nhất đối với các loài cây. Nó chiếm 43% tổng số loài cây, khoảng 31.000. Châu Á-Âu đứng thứ hai với 22%, tiếp theo là Châu Phi với 16%. Bắc Mỹ với 16% và Châu Đại Dương với 11%. Nam Mỹ cũng là lục địa có ít cây cối mà chúng ta biết đến nhất. Khoảng 4.000 loài cây của Nam Mỹ vẫn chưa được mô tả một cách khoa học. Những nơi khó tiếp cận với môi trường sống phức tạp như núi, thung lũng và địa chất đa dạng là nơi hầu hết các loài sẽ được tìm thấy. Và nếu con người khó đến đó hơn, thì loài này sẽ ít được khoa học biết đến. Nạn phá rừng ở nhiều khu vực không rõ loài đang diễn ra tràn lan. Điều này có thể khiến chúng ta mất đi những loài cây nhạy cảm mà chúng ta không biết gì về nó. Biến đổi khí hậu là một mối đe dọa khác đối với một số loài vì nhiều loài có thể có phạm vi nhỏ và các yêu cầu cụ thể để tồn tại. Nếu khí hậu thay đổi hoặc bão hoặc lửa hoành hành, cây không thể di chuyển. Chúng ta không thể bảo tồn hay thực tế hơn là kiếm tiền từ những gì chúng ta không biết. Nhiều loại thuốc và các sản phẩm khác có nguồn gốc từ các hợp chất của cây. Và nếu chúng ta không bảo vệ tất cả các loài của mình, chúng ta có thể mất đi những kiến thức quý giá. Có lẽ một loài cây chưa được biết đến có tác dụng chữa bệnh hoặc cho chúng ta thấy một phương pháp mới để lưu trữ carbon một cách hiệu quả. Ngay cả khi bản thân không phải là một cái cây. Cây cối cung cấp môi trường sống cho tất cả các loài khác, côn trùng, nấm, thực vật nhỏ hơn, v.v. Nhiều loài trong số đó vẫn chưa được mô tả. Nếu chúng ta bảo vệ rừng của chúng ta đang bảo vệ tương lai của chúng ta. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.